một sản phẩm nữa mà Helen có trong mùa đông, đó là cái kem bôi, có thể bôi tay và bôi body, rất là thơm. Và khi bạn bôi vào tay xong thì rất là mịn, mềm. Sản phẩm này Helen cũng không thể thiếu được trong mùa đông năm nay. Đây là mặt nạ bùn. Khi bạn chăm sóc da vào buổi tối ở nhà, bạn có thể sử dụng mặt nạ bùn sau các bước làm sạch. Streaming là xông hơi, bạn có thể dùng cái mặt nạ bùn này trong vòng 10 đến 15 phút, sau đó rửa sạch lại. Trong vòng 1 tuần bạn có thể sử dụng một lần đến 2 lần nếu bạn có thời gian. Đảm bảo cái làn da sẽ vô cùng sạch và vô cùng mịn.